Xin chào các bạn, chúng mình là team Văn Lan Ninh Thuận. Tụi mình là sinh viên năm nhất trường đại học Văn Lan và từng là học sinh của trường trung học phổ thông Nguyễn Hồng Chiểu ở Bến Tre. Trong dịp Tết vừa rồi, đội chúng mình đã trở về trường và tham gia chương trình ngày hội tư vấn tuyển sinh Tôi Thành Công. Tại vì trường đại học Văn Lan chưa đến trường trung học phổ thông Cao Lãnh 2 bao giờ, nên lại muốn mang Văn Lan về với trường mình để cho các em có thêm một sự lựa chọn mới. Số lượng học sinh ở Quảng Ngãi nhập học vào Văn Lan rất là đông, nên là em muốn đóng góp một phần nào đó để quảng bá trường. Vừa rồi thì mình được tham gia vào đội tư vấn tuyển sinh của trường đại học Văn Lan đến với tỉnh Tây Ninh và Bình Dương, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Tiền Giang và Cần Thơ. Cảm giác của em là khi về lại Quy Nhơn là em cảm thấy đầu tiên là thấy vui, sau đó là hạnh phúc vì được giới thiệu trường của mình cho tất cả các bạn. Về đây thì nói chung là mình ở đây thì nó thân thuộc ở đây hơn, thấy rất là thoải mái. Cứ về đây rồi có đàn em này kia thì hướng dẫn tụi nó vui lắm. Có các bạn là sinh viên năm nhất, cũng có các anh chị đã tham gia rất là nhiều mùa tư vấn tuyển sinh. Em hiện tại đang làm tốt nghiệp và công việc tốt nghiệp của em rất là nhiều, nhưng mà em vẫn muốn dành thời gian để về để chia sẻ với các em. Bọn em cũng muốn nói rõ cho các em hiểu biết về cái ngành của mình và cái cuộc sống trên Sài Gòn nó như thế nào. Từ một trường nhỏ đó là Nguyễn Trãi, chúng mình đã mở rộng quy mô ra là tạo thành một nhóm nhỏ để có thể đi hết nhiều trường ở trên địa bàn tỉnh. Hoạt động ở tỉnh tụi em phải tự tổ chức, tụi em phải tự lên kế hoạch và tụi em phải tự đến từng trường xin phép với thầy cô. Thầy cô có một cái dịch khác về mình, nhìn mình trưởng thành hơn, tốt hơn. Giáo viên còn kiểu VR cho trường mình và trường này rất là tốt, rất là đẹp. Cái event và trường đó để học. Mình cũng bất ngờ là nhiều bạn học sinh đã biết về Văn Lan rồi. Và lúc mình phát tài liệu cho các bạn tham khảo thì nhiều bạn thốt lên là ôi Văn Lan kìa. Mình cảm thấy rất là ấm lòng. Từ quê lên Sài Gòn thì em rất là cảm thấy là sợ, tại vì là gặp cái môi trường xa lạ. Nhưng mà khi vô thì gặp các nhiều anh chị ở cùng quê với mình thì tự nhiên trong lòng của mình cảm thấy vui với lại gần gũi. Gặp các bạn ở thành phố Quảng Ngãi mình, đồng hương của mình thì rất là vui và cũng hơi bất ngờ, là tại vì cứ nghĩ là tưởng ít bạn đăng ký lắm. Thực ra là khi mà em đã học Văn Lan rồi là em cảm thấy là Văn Lan rất là tốt, nên là em ai hỏi em học em đều giới thiệu cho các bạn hết. Khi em chuẩn bị vào năm nhất thì em có gặp anh Diều với anh Quân được mấy anh chị đó, thì mấy anh chị đó tư vấn là cho em vào trường Văn Lan là như thế nào, và tới hôm nay khi em ở cương vị này thì em đã tư vấn cho các bạn đàn em. Cho nên là thông qua chương trình tư vấn tuyển sinh, các bạn vào Văn Lan thì tụi em kết nối với nhau, liên lạc với nhau. Trong đợt khi tôi 18 hiện nay là các chị của trường Văn Lan, cựu học sinh của trường trung học phổ thông số 1 Tiên Phước có về dự và tư vấn, thì tụi em cảm thấy rất là được truyền cảm hứng và kiểu như là mình có thêm niềm tin để mình vào, mình đậu được vào cái trường đại học Văn Lan. Có một lần là anh chị vào tour trong này để làm đồ án thì em có gặp anh chị, xong rồi cái là anh chị có giới thiệu về trường mình. Tất cả các ngành đào tạo trong trường này rất là ổn. Em cũng có tìm hiểu một số sinh viên mà đang học tại trường. Em cảm thấy mọi người rất là cá tính và có chất riêng về thời trang, các sự kiện, ví dụ như là 11 AM của trường rất là hấp dẫn và đại tính sáng tạo, nên là em rất là quyết tâm để về được trường. Được gặp một đàn anh học quan hệ công chúng ở trường mình thì cảm giác giống như là được khai sáng vậy chị. Giống như là một bầu trời mới tỏa ra vậy đó. Em có cái nhìn gọi là chính xác hơn về ngành mình. Ngôi trường Văn Lan là nơi mà các em đã sống, các em đã hòa mình vào đó, các em đã học tập và thành đạt. Có những em đã trở thành giảng viên của ngôi trường này, và chính các em cũng đã dìu dắt các đàn em của mình đi theo bước của mình. Nhà trường rất tự hào về các em. Nơi đây sẽ là một cái địa chỉ giúp cho các em có những thành công hơn nữa.
cái ngày mà em chọn vào trường Văn Lang trong cái ngành thiết kế công nghiệp này cho tới bây giờ em cảm thấy là em chưa bao giờ hối hận. Em cảm thấy rất là tự hào khi mà mình học ở trường Văn Lang. Văn Lang là nhà. Chúng mình tự hào về sinh viên trường Văn Lang đi cùng ơi. Với nhà làm số 8, hôm nay thì chương trình trễ hơn mọi số trước là một tiếng đúng không, 12 giờ trưa. Thì do là các bạn học sinh đã quay trở lại đi học rồi, nên là chương trình sẽ lại dừng lại một tiếng nữa để cho các bạn có thể là thời gian cho mình nghe những các bạn coi một chương trình nhà làm của Văn Lang. Chương trình trễ lại một chút thì khách mời cũng phải trong thời gian nghỉ trưa cũng phải lên sóng, cho nên nó là cũng mệt hơn một chút nhưng không sao hết. Lần này các bạn biết là chương trình này có thể mang lại cho các bạn đi một cách là được rồi. Thì ở đầu live các bạn đã xem được một video là sinh viên chưa Văn Lang đi nghỉ ngơi, đó là một cái câu cổ vũ rất là sinh viên Văn Lang rồi. Thì các cái video này ở đầu chương trình thì phòng thủy sinh muốn cảm ơn các bạn sinh viên Văn Lang trong suốt đợt thi học bạ đợt một vừa rồi đã rất là nhiệt tình và hỗ trợ cho công tác tuyển sinh của trường, tư vấn rất nhiệt tình cho đàn em để cho chúng ta có một mùa xét tuyển học bạ đợt một rất là thành công. Và hiện tại thì chúng ta đang ở đợt xét tuyển học bạ đợt 2 để kéo dài từ ngày 2 đến ngày 30 tháng 5 năm 2020. Thì liên quan đến đi muôn nơi thì hôm nay chủ đề của chúng ta cũng rất là phù hợp. Travel blogger là một nghề mà rất nhiều bạn trẻ bây giờ quan tâm. Thì hai khách mời như là hôm qua fanpage trường đã giới thiệu đó thì chị giới thiệu lại nha. Hôm nay hai khách mời của chúng ta đó là tiến sĩ Lê Minh Thành là trưởng khoa du lịch và anh Đặng Hoàng Triều là hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Anh cũng là cựu sinh viên khóa 13 của khoa du lịch trường Văn Lang. Thì đối với chủ đề ngày hôm nay thì em đầu tiên là em muốn là thầy có thể chia sẻ một chút là về chủ đề cũng như là gửi lời chào cho các bạn học sinh ạ. Rồi, xin chào em. Xin chào tất cả các bạn đang tham gia chương trình livestream hôm nay. Khi mà các bạn nhìn thấy cái không gian ở đây ấy, thì cũng lần đầu tiên thì tôi được ở cái không gian mà các bạn thấy cũng rất đẹp đúng không? Cái không gian cơ sở 3 và có rất nhiều các cái góc quay cũng như là rất nhiều những cái cơ hội để các bạn có thể khám phá ra cái môi trường mà các bạn sẽ tới đây để học tập, tới đây để rèn luyện và tới đây để gặp gỡ bạn bè cùng các thầy cô của mình trong cái thời gian học. Trong cái môi trường hiện nay thì nó rất là mở, nó rất là hiện đại, thì các bạn không có chỉ là học ở trong cái môi trường mà nó rất là tiện nghi như thế này. Các bạn sẽ có rất nhiều cái cơ hội trong toàn bộ cái chương trình của mình, đúng không? Được giao lưu, được đi ra bên ngoài, được học hỏi từ thực tế, đúng không? Rồi thì học hỏi từ chính các anh chị cựu sinh viên và hiện nay thì rất thành công ở trong nghề để có thể truyền cho các bạn những cái động lực. Và các bạn sẽ không có chỉ học trong một khoảng thời gian, thậm chí là 4 năm mà thậm chí còn học rất là thời gian lâu sau đó nữa, đúng không? Để mình có thể là theo đuổi cái đam mê và mình cảm thấy là cái công việc của mình nó thực sự là mang lại một cái sự cân bằng trong cuộc sống nữa, đúng không? Rất nhiều thứ trong cái câu chuyện. Và thì như vậy là những cái thông điệp, những cái thông tin mà rất là cô đọng như vậy thì trong cái chương trình hôm nay thì các bạn cũng sẽ được chia sẻ, đúng không? Từ phía nhà trường, từ phía khách mời, rồi những cái mà những cái kết nối đó, đúng không? Thì các bạn sẽ dần dần chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Dạ vâng. Nói đến du lịch đó thì rất là nhiều bạn đã chọn Văn Lang. Trong đợt xét tuyển vừa rồi thì em thấy ngành quản trị khách sạn và ngành lữ hành của Văn Lang cũng rất là đông thí sinh chọn. Thì du lịch đó thì là tất nhiên là phải có đam mê du lịch trong đó rồi. Thì các bạn khi mà em fanpage trường có giới thiệu về anh Triều nè, xong rồi các quốc gia anh đã đi qua, các bạn rất là ngưỡng mộ luôn và thích cũng được đi nhiều như vậy á. Thì với chủ đề là travel blogger thì anh có chia sẻ gì thêm với các bạn về cái vai trò này không ạ? Chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Triều, sinh viên khóa 13 ngành hàng của khoa du lịch. Thì giống như các bạn cũng theo dõi mạng xã hội thì hiện nay cái gọi là cái nghề travel blogger hay là travel blogger thì hiện tại cũng rất là hot, được đi nhiều nơi, được trải nghiệm cái nhà hàng, những cái resort hoặc là chuyến bay hoặc là những cái điểm đến của Việt Nam cũng như là cái nước trên thế giới. Thì đó có phải là cái nghề không, và các bạn định hướng như thế nào, và mình cần những người cái gì để trở thành
cơ độ cơ và có thể là cái nghề trước một hay là nghề tay trái. Thì cũng cảm ơn buổi chia sẻ hôm nay của bên nhà bạn Tám. Thì chúng ta trò bất cơ thì cũng như thầy Thành với Kiều cũng có những cái chia sẻ cũng như là có những cái chuẩn bị cơ bản định hướng rõ lại trong cái việc chọn ngành của mình. Yeah. Để cho những cái công việc tương lai cũng như là thỏa mãn cái niềm đam mê khám phá của bạn. Yeah. Giống như là trong một ý anh vừa nói thì anh có nói ý là vậy là travel blogger có phải là nghề không? Có phải là một nghề không? Và trong chương trình đào tạo ở đại học á, thì có đào tạo cái lĩnh vực này không? Để các bạn có thể ra làm công việc này. Thì về chia sẻ về nghề á, thì anh nghĩ là đây có phải là một nghề không? Theo kiểu là thường viên thì đến như thế cái travel blogger với kiểu có thể là con là cái việc tay trái mà là cái niềm đam mê cái việc thực hành và biết về cái điểm đến đó hoặc cái nền văn hóa đó hay là cái vùng nào đó của Việt Nam về đặc trưng về ẩm thực về con người và về cái phong cảnh và tất cả những cái gì mà mình trải nghiệm thì nên là cái chia sẻ thêm với mọi người. Thì nếu mà ngày thì có thể là vài năm nữa không biết là có phải là làm có thể hay có không, nhưng mà hiện tại công việc của mình là chính là những thì các blogger thì chỉ là một cái phần là về đam mê và chia sẻ thôi. Thêm một cái nhánh khác ở trong cái thời gian rảnh của mình, để mình vừa thỏa mãn đam mê du lịch mà lại vừa có thể thỏa mãn đam mê chụp hình chia sẻ với lại mọi người. Dạ. Vậy thì nhiều bạn thắc mắc là travel blogger nó có nằm trong một cái nhánh nào đó của bên đào tạo của du lịch không ạ thầy? Thì thực ra là đây là một cái chủ đề rất là thú vị đúng không? Thế thì như anh Triều cũng chia sẻ đấy, thì hiện nay thì một số người thì thực sự một số cũng ít, cũng không phải nhiều lắm đúng không? Kể cả trên thế giới ở Việt Nam thì có thể là sống với cái nghề travel blogger là một cái nghề chính đúng không? Tức là công việc chính của mình là đi theo như vậy. Tuy nhiên thì có rất nhiều người khác liên quan đến công việc của mình trong cái hành trình của mình để mà khám phá, để mà đi tìm hiểu những cái vùng đất mới đấy, thì mình sẽ nảy sinh ra hoặc là cái cảm xúc của mình hoặc là cái cơ hội đấy mà mình rất là muốn chia sẻ đúng không? Tức là hiện nay cái nhu cầu chia sẻ là rất là lớn, thì khi mà mình có cái nhu cầu chia sẻ như vậy thì bằng rất nhiều các cái ngôn ngữ khác nhau đúng không? Ngôn ngữ có thể là bằng hình ảnh, hoặc là ngôn ngữ có thể bằng các cái bài viết chia sẻ cảm xúc này kia. Thế thì nếu như mà các bạn học hoặc là các bạn có được cái đào tạo đó về các cái hướng ngành về liên quan đến du lịch hoặc là những ngành liên quan, thì như vậy là các bạn khi mà các bạn biểu đạt cái cảm xúc của mình hoặc việc biểu đạt bằng các cái ngôn ngữ đấy, thì nó sẽ rất là vô cùng là thú vị đó. Thì hiện nay thì nó có những cái môn nó liên quan. Tại sao lại có những cái môn liên quan đến cái nghề này? Tại vì là chẳng hạn như trong chương trình đào tạo về ngành du lịch của Đại học Văn Lang đấy, thì các bạn có rất nhiều chuyến đi. Ví dụ như là ngay từ học kỳ 2 năm thứ nhất là các bạn đã đi tour là miền Trung và Campuchia rồi. Sau đó thêm một kỳ nữa các bạn đi miền Trung Tây Nguyên rồi, thì rất nhiều. Thì trước khi mà đi như vậy thì thường thường là các bạn sẽ được học các cái kiến thức bổ trợ hoặc là các cái kỹ năng. Thì nếu mà trong cái hành trình mà trải nghiệm như vậy đó, mà các bạn muốn có một cái những cái khoảnh khắc mà mình chia sẻ cái travel blogger, hoặc là có một cái chia sẻ đấy bằng một cái ngôn ngữ, bằng một cái biểu cảm nào đấy, bằng hình ảnh hoặc là bằng cái đoạn văn viết gì đó, thì những cái kiến thức đó nó cũng rất là bổ trợ các bạn trước khi mà các bạn có một cái nghề này cụ thể, nghề travel blogger hoặc là một cái nghề cụ thể, ví dụ như nghề hướng dẫn viên du lịch hoặc là nghề điều hành tour du lịch, hoặc là những cái nghề liên quan đến chẳng hạn như tổ chức sự kiện chẳng hạn đó, thì là các bạn có những cái trải nghiệm. Thì như vậy là chúng tôi cũng thường hay nói và tư vấn cho các bạn sinh viên ấy, là thực ra khi mà các bạn đi học du lịch ấy, là các bạn cũng làm du lịch đó. Thì một số bạn thì lại nghĩ là mình giống như là mình đi du lịch đúng không, tức là đi du lịch với làm du lịch thì nhiều khi nó khác nhau, và nhưng mà đôi khi thì nó cũng có thể là kết hợp được. Trong lúc mà bạn đi học á, bạn làm du lịch thì có những khoảng thời gian mà bạn có thể là đi du lịch giống như là trong vai trò khách ấy, đúng không? Mình có những cái khoảnh khắc đấy, cảm xúc, rồi thì mình biểu cảm những cái cảm xúc đấy của mình để chia sẻ với
với bạn bè hoặc người thân hoặc với những cái người yeah. khác ở trên các mạng xã hội thì hiện nay là các bạn thấy cũng rất là phổ biến rồi đúng không? Dạ. Thì đấy là cái nội dung đúng là trong các cái chuyến đi thực tập của sinh viên du lịch đó là em thấy các bạn cũng hay làm mấy video đăng lên mạng cũng kiểu dạng lầy lội hài hước cũng dễ thương lắm. Dạ thì các bạn hay review là ví dụ như là ở đây là món ăn gì ngon này, trò chơi gì vui, địa điểm nào rẻ tiền các thứ. Thì ngay cả như là khi em đi du lịch em cũng hay lên các diễn đàn em tìm những cái bài như vậy để có kiến thức bổ trợ cho mình để mình đi du lịch được tốt hơn. Dạ. Nhưng mà để là travel blogger thì các bạn ấy phải là đi từ nơi này qua nơi khác và cũng khá là độ phủ khá là rộng, đi nhiều liên tục. Thì nhiều bạn thắc mắc là nếu vậy thì chắc là chỉ có những bạn mà có điều kiện kinh tế tốt thì mới có thể đi du lịch nhiều như vậy. Thì nếu như mà bản thân mình á, mà mình tham gia những chuyến đi như vậy á, thì cái khả năng tài chính và cái vấn đề mà để cân đối tài chính để có thể tham gia những chuyến đi như vậy á, thì nó sẽ cần phải chú ý điều gì ạ? Thì anh Kiều có thể chia sẻ cho bạn một số lời khuyên không ạ? Anh ạ. Dạ. Thì may mắn anh là nhân viên thì có cơ hội được đi nước này nước kia và địa điểm ở Việt Nam. Dạ. Thì cũng là cái thuận lợi của mình. Thì nhưng cái công việc của mình là phải chăm đại khách như vậy. Những cái hoạt động của khách ăn uống cũng như tham quan thì những cái đó cũng là thời gian của mình thì rất ít, thì thường là rảnh lúc nào á hoặc là cho khách chụp hình mình chụp hình cảnh hoặc là mình chụp hình xong mình sẽ có những cái góc hoặc là những cái điểm mà mình tại điểm đó, ví dụ như là ở Sài Gòn hoặc là chụp hình ở Bình Điền những cái chỗ mình thích thì mình đi cái đó rồi xong chơi riêng hoặc là thường cái lúc đó là cái lúc của mình nó ngắn rồi thì cái đó là điều tương lai thì đó cái công việc yeah. cái đam mê của mình. Thì ngoài ra cái ý là cái nguồn tài chính ở đâu á thì nếu mà các bạn không làm hướng dẫn thì các bạn cũng phải có cái nguồn tài chính ổn định để mình plan cho mình làm cái vườn hoa cho một chuyến đi. Ví dụ các bạn muốn làm về Hồi giáo thì các bạn đi Dubai hoặc là đi khu vực ở Trung Đông thì các bạn thấy như thế nào, mà xin visa sao thì quay những cái quay cảm giác tưởng là cái đại chính. Thì bản thân anh thì ngoài ra cái công việc anh được đi như vậy thì anh cũng mỗi năm anh cũng ráng mình để dành một số tiền để mình tự đi theo cái ý của mình, chọn cái điểm đến ví dụ như là một khu thì anh chọn nước Mỹ thì cái vùng ở vùng New England ở phía đông bắc của nước Mỹ như Boston hay là những cái thành phố ở bang Vermont hay New Hampshire thì những cái lá vàng lá đỏ rất đẹp, thì chủ đề đó là anh cũng muốn là đi theo cái đó. Nhưng mà anh chọn thì mình phải có cái nguồn tài chính, nguồn thu đó từ cái nguồn thu chính mình mới nuôi cái đam mê đó được. Thì theo cái chỉ khoảng là có công việc chính như là làm du lịch, làm cái ngành sàn nhà hàng hoặc là ngành là hướng dẫn viên hoặc là mình làm điều hành thì hoặc là những cái ngành nghề khác hiện giờ những cái travel blogger không ra hơn hay không phải từ xuất phát từ du lịch ra thì chúng ta cũng có cái nguồn là có thể dùng tài trợ của một cái đơn vị tự hành hoặc là những cái nhãn hàng đó. Yeah. Thì có lấy cái nguồn đó để người ta đi để làm những cái sản phẩm của mình. Yeah. Cảm ơn anh. Thì cũng có các bạn sinh viên, học sinh là cũng đang tương tác với mình ở trên livestream. Thì về cái vấn đề mà anh Triều vừa chia sẻ thì ở đây em thấy có một câu hỏi của bạn Vân Nguyễn. Bạn hỏi là đúng là em thấy các anh chị mà làm travel blogger thì hay học trái ngành, không qua trường lớp đào tạo, không học từ du lịch. Nhưng mà em thắc mắc là nếu như mà anh học từ du lịch ra thì cái góc nhìn của anh khi mà đến tham quan ở các địa điểm thì có gì khác so với lại những người mà không được đào tạo bài bản không? Thế câu hỏi này hay ạ? Cảm ơn Vân. Dạ. Thì cái theo từ phía anh á, thì nếu một cái điểm đi á, thì trước khi chọn một cái điểm nào đó để anh dẫn khách, ví dụ như châu Âu hay là Mỹ hoặc là Singapore, Mã Lai đi, thì trước khi cái tour do mình dẫn dắt anh luôn có cái chuyến đi trước, anh tìm hiểu trước cũng như là cái thông tin tìm hiểu về cái văn hóa đó là quốc gia người ta theo đạo gì hoặc là
cái người dân đó là những đặc tính gì, là cái điểm đến của mình có những cái gì thì mình phải sợ trước, mình đọc, mình tìm hiểu trước. Ví dụ người Hồi giáo tại sao những cái điểm như là quan trọng là những cái thánh đường người ta phải trực thăng như thế nào, thì người ta bắt tay mà tay phải hay tay trái, thì cái đó anh cũng phải đọc trước. Thì em nghĩ là nếu mà travel blogger cái bạn xuất phát từ du lịch thì mình có cái nền sẵn sẽ bắt đầu dễ hơn. Thì mình dù mình đã có cái nền là mình học trước, mình học, mình nghiên cứu, mình tìm hiểu để mình dẫn khách đi. Khi mình làm travel blogger các bạn sẽ chú tâm chú trọng tới cái phần đó, mình chú ý hay là mình đào sâu hơn về những cái kiến thức về Hồi giáo hay là nghiên cứu giáo. Rồi ngoài ra thì các bạn cần phải bổ sung thêm những cái kỹ năng như là chụp hình, là viết, rồi marketing cho cái sản phẩm của mình. Thì nếu mà các bạn học du lịch, mình nghĩ là các bạn làm sẽ được cái sản phẩm nó có cái chiều sâu hơn. Và những cái đề tài của mình các bạn chọn thì các bạn cũng có lựa chọn, là có nghiên cứu trước để các bạn làm được sản phẩm đó. Về trong đào tạo thì thầy chị em hỏi thêm là ví dụ các bạn mà khi mà đến một địa điểm du lịch hay là chọn một khách sạn nào đó thì trong chương trình của mình đào tạo cho các bạn thì các bạn sẽ có những cái gì mà lợi thế hơn khi mà mình đi du lịch ạ? Rồi tức là cũng dưới cái góc nhìn của những cái bạn mà đã được nói nôm na là giống như mình có cái được học đúng không? Được học rất là kỹ về cái đó, rồi có cái kỹ năng, rồi thì mình có thể là mình có thể đánh giá được tất cả những cái thông tin như vậy. Thì thường thường là đối với các bạn mà bên học du lịch hoặc là các cái khối ngành du lịch dịch vụ khách sạn nhà hàng ấy, thì thường thường là sau mỗi một lần đi du lịch như vậy thì các bạn phải đóng một cái vai trò là mình phải có cái giống như là một cái bài viết thu hoạch, hoặc là mình sẽ được đào tạo cái cách thức để mà mình có thể đánh giá được những cái nơi đó. Thì cái góc nhìn của các bạn ấy nó sẽ có thêm một cái góc nhìn nữa là của cái người làm nghề đúng không? Đó, ví dụ như là cái cung cách về phục vụ như vậy, rồi thì cái cảnh quan như vậy, thì tất cả các cái yếu tố đấy ấy, thì nó đều được đánh giá và các bạn ấy sẽ thấy là như vậy thì đối với một cái trải nghiệm như vậy thì các cái yếu tố nó được đảm bảo như thế nào đúng không? Ví dụ như là nếu mà mình tới một nơi ấy, thì cảnh rất là đẹp, nhưng mà nếu mà các bạn học ra thì các bạn sẽ thấy được như vậy thì là cái tính an toàn như thế nào đúng không, rồi cái cảnh đẹp như thế nào, rồi cái sự kết hợp giữa các cái điểm đến nó như thế nào đó. Thế còn nếu mà mình đi theo dạng như khám phá thì ok, mình cứ thích mình đi thôi và nhiều khi là đi vào những cái cung hoặc là những cái tour mà nó khác với cả là cái truyền thống. Thì hiện nay cũng có một cái trào lưu như vậy, nhưng mà nếu mà các bạn làm nghề và nếu mà mình đi để cung cấp cái dịch vụ cho khách ấy, thì thường thường là mình tính đến cả yếu tố hiệu quả, yếu tố an toàn, rồi các yếu tố về dịch vụ, tất cả mọi thứ. Thì thường thường các bạn mà làm bên các bạn mà được đào tạo thì các bạn sẽ nhìn thấy cái điều đấy và các bạn ấy cũng sẽ có một cái đánh giá và có một cái gọi góc nhìn nghề nó cũng khác nếu mà các bạn gọi là đơn thuần là mình chỉ đi trải nghiệm không. Dạ, vâng. Thì cái sự khác biệt nó rất là lớn. Dạ vâng. Ở đây em thấy có thêm một câu hỏi khác là về nghề nghiệp á, bên du lịch thì bạn ấy nhất là Phúc Long. Bạn hỏi là, cho em hỏi là nếu như mà làm travel blogger hoặc là đơn giản là làm hướng dẫn viên á, mà em bị yếu về ngoại ngữ thì có ảnh hưởng quá nhiều đến cái cơ hội việc làm của em không ạ? Dạ, câu hỏi này thì chắc là em mời Thành. Thực ra là yếu ngoại ngữ thì khả năng nó cũng có nhiều lý do đúng không? Tuy nhiên thì là người ta hay nói là ngoại ngữ thì yếu tố rất quan trọng là cái môi trường đúng không? Quan trọng nhất là môi trường. Thì thực sự là thầy cũng chứng kiến rất nhiều bạn cho đến những năm cuối thì ngoại ngữ tiếng Anh của các bạn thì nó cũng chưa được giỏi lắm. Thì các bạn ấy, mình chứng kiến luôn, bạn ấy tham gia là các cái hoạt động dẫn tour đó, tức là đón tour mà free đó, tức là mình có cái cơ hội để mình gặp mà các cái khách nước ngoài, mình giới thiệu đó. Thì đợt trước thì nó cũng chưa có cái quy định gì cả, giống như là dẫn một người bạn thôi, nó cũng, còn bây giờ nó có liên quan đến quy định về thẻ hướng dẫn, thì bạn cũng lưu ý trong cái việc mà mình có thể trao đổi nói chuyện với người nước ngoài. Thì ngay sau đấy luôn thì mình chứng kiến là cái tiếng Anh của các bạn ấy tốt hơn rất nhiều là cái môi trường. Thì nó có hai yếu tố để mà mình nói ở đây. Yếu tố thứ nhất là các bạn thực sự là xác định để mình học tiếng Anh giỏi hơn để làm cái công việc mình yêu thích, cái đấy rất quan trọng đúng không? Khi mà mình đã hạ quyết tâm mà mình muốn học
thì nó sẽ có cách học. Và cái thứ hai đó là mình chọn một cái môi trường phù hợp, tức là học ở trên lớp rồi nhưng mà mình phải chọn một cái môi trường phù hợp, tức là cái khả năng mà mình có thể nói tiếng Anh hoặc là mình có thể giao lưu. Thì thường thường sau khi mà mình nâng cái khả năng nói lên rồi thì mình sẽ rất là hào hứng, tức là mình thấy có cái sự tiến bộ, mình sẽ tìm thêm các cái cách khác để mà mình có thể triển khai. Còn trong cái môi trường của trường Đại học Văn Lang á, thì hiện nay thì mình cũng nhà trường cũng đang đẩy mạnh rất nhiều cái mảng tiếng Anh, các thầy cô giỏi tiếng Anh, rồi những cái người mà tốt nghiệp nước ngoài về, rồi thì doanh nghiệp hiện nay thì theo cái quy chế đào tạo đặc thù của ngành du lịch ấy, thì các khoa du lịch thì mời đến tận khoảng 40% các cái thầy cô các anh chị là bên ngoài doanh nghiệp. Đâm ra là các anh chị đó cũng sẽ chia sẻ rất nhiều cái cách thức để mà bạn có thể là cải thiện cái tiếng Anh của mình. Và đặc biệt là trong môi trường đại học ấy, thì tiếng Anh của mình nó sẽ lên theo cái mức độ, chứ nó không phải là theo nhiều cái chương trình thì nhiều khi là các bạn cũng không có lên được trình độ, còn ở đây thì nó sẽ có thể nó sẽ bài bản hơn. Nhưng mà cái yếu tố rất quan trọng đó là chính từ phía của các bạn, đúng không? Hạ quyết tâm và tìm cái môi trường để mình có thể làm được. Thế còn tiếng Anh trong du lịch, trong cái công việc hướng dẫn thì vô cùng quan trọng, đúng không? Như các bạn chuyên Anh chưa có thể bổ sung thêm, thì các bạn sẽ biết là nếu mà làm hướng dẫn viên du lịch chẳng hạn, thì nếu mà thường là cái mức mà giỏi nhất giống như anh Triều ấy, thì là có thể đi nước ngoài được, đúng không? Tức là đi outbound, tức là dẫn tour ra nước ngoài, được hiểu về ngôn ngữ và văn hóa luôn, đúng không? Tại cái nước sở tại chứ không phải chỉ có ngôn ngữ không. Còn nếu không thì mình sẽ là dẫn tour ở trong nước, đúng không? Đó, thì còn một số những cái bạn khác cũng phải giỏi ngoại ngữ để mình có thể dẫn cái khách mà từ nước ngoài họ đến Việt Nam, để mình có thể giới thiệu về Việt Nam. Nói chung là khoảng 2/3 cái công việc, các cái nhóm ngành liên quan đến du lịch hiện nay ấy, thì nó yêu cầu tiếng Anh. Còn nếu mà các bạn là theo cái bên ngành quản trị khách sạn hoặc quản trị nhà hàng hoặc quản trị sự kiện ấy, thì thông thường bây giờ vào khách sạn 3-4 sao trở lên và đặc biệt là 5 sao thì người ta đã yêu cầu cái trình độ ngoại ngữ rất là tốt rồi. Và kể cả trong khách sạn ấy, thì là nếu mà bạn giỏi ngoại ngữ hơn ấy, thì bạn còn làm ở những cái bộ phận, ví dụ như là bộ phận tiền sảnh chẳng hạn, thì yêu cầu ngoại ngữ nó cao hơn ở những cái bộ phận khác, tại vì ở bộ phận đó là tiếp xúc nhiều với cả khách và sử dụng cái công cụ là ngoại ngữ nhiều hơn chẳng hạn, thì nó còn tùy theo cái mức độ đấy nữa. Và tất nhiên theo đó rồi thì các cái điều kiện, các cái cơ hội, các cái mức thu nhập, rồi các cái cơ hội để các bạn có thể là mình gọi là làm promote lên các vị trí cao hơn đó, quản lý này kia, thì bắt buộc là tiếng Anh cũng sẽ phải rất là tốt, đúng không? Tiếng Anh làm việc thôi đó, chứ không phải là mình nói giỏi giống như một gọi là những cái người mà gọi là phiên dịch hay gì cũng chưa phải mức như vậy. Tức là tiếng Anh làm việc, tức là ít nhất là cái kỹ năng có thể là đọc hiểu này, rồi thì có thể là chia sẻ giao tiếp được đó, thì sau đấy rồi thì các bạn sẽ thấy được cái công cụ. Tại tiếng Anh nó không phải là một cái ngôn ngữ không, đúng không? Nó mở rất nhiều các cái cơ hội khác. Thì bạn hãy, nếu mà mình xác định được rằng là điều đó là quan trọng rồi, thì mình cứ tiếp tục để mà cải thiện nó. Dạ vâng. Vậy anh Triều ơi, nếu mà mình lên cái vai trò như anh là hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thì tức là do mình ngoại ngữ tốt thì là mình vào mình ứng tuyển vị trí đó luôn, hay là phải qua một cái quá trình nào đó thì mình lên được vị trí đó ạ? Vì bản thân á, thì anh thấy á, những cái đơn vị mà lữ hành á, nếu mà em đi inbound thì bắt buộc điều ưu tiên là em phải có ngoại ngữ. Và thì cơ bản là em dẫn khách inbound, và những khách đó, ví dụ khách đến từ những quốc gia như Mỹ, Úc, Anh, New Zealand thì người ta sử dụng tiếng Anh, như Pháp hoặc là Bỉ thì người ta sử dụng tiếng Pháp hoặc là tiếng Đức, tiếng Nhật. Thì nếu em có cái khiếu ngoại ngữ hoặc là em thích cái đam mê ngoại ngữ nào thì mình cứ học thêm những cái khóa học ở ngoài về ngoại ngữ để mình lấy những cái chứng chỉ, cái bằng bằng. Tại vì bây giờ đòi hỏi của hướng dẫn viên để mà hành nghề hướng dẫn viên quốc tế thì các bạn cũng phải có ít nhất là cũng phải là TOEIC 650 hoặc là IELTS, TOEFL. Thì những cái ngoài cái những cái yêu cầu về chứng chỉ nghiệp vụ ra hoặc cái bằng tốt nghiệp, thì bây giờ là từ cao đẳng trở lên các bạn có thể lấy được thẻ hướng dẫn quốc tế. Và cũng ngành nào cũng vậy, nếu mà các bạn có ngoại ngữ thì anh nghĩ các bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn. Thì không phải, thì cái này không phải là tiếng mẹ đẻ của mình, thì các bạn cũng phải tìm những cái môi trường mình thực tập. Giống như là ngày xưa học Văn Lang thì trong quá trình học khoảng 4 năm thì anh cũng đi sinh hoạt những câu lạc bộ tình nguyện ngoài như Sài Gòn Hotpot. Thì lúc đó là
còn có những cái free working tour hay là những cái buổi gặp trao đổi văn hóa với người nước ngoài thì sinh viên đi làm là tình nguyện, không có tiền bạc cho đi, nhưng đó chính là cái môi trường cho các bạn, cho anh để mình rèn ngoại ngữ. Thì lúc đó anh cũng đã học những cái trung tâm ở ngoài rồi, thì có những bạn có thể mình học ở nhà, học online, thì tùy mỗi người một cái khả năng, là có thể là bạn tiếp thu ở nhà online tự học, hoặc những cái gói học tiếng Anh online, hoặc là các bạn ra trung tâm. Nhưng ngoài ra cái đó thì để cho mình tự nhiên hơn á, hoặc là mình có nhiều cái cơ hội mình tăng cái khả năng giao tiếp, thì anh không nói là cái lưu lái, nhưng mà cái khả năng giao tiếp mình có thể nghe được, cũng như là mình nói phát âm chuẩn được, thì mình cứ tiếp xúc với những người bản ngữ á, thì những gì mình phát âm sai á là người ta không hiểu, thì mình nghe người ta nói thì người ta sửa, thì từ đó các bạn sẽ cải thiện được cái khả năng phát âm của mình cũng như cái khả năng nghe của mình. Và những cái đó nó sẽ dẫn bạn đến là mình tự nhiên và mình mạnh dạn hơn khi mình dẫn những cái đoàn khách. Thì một khi mà các bạn tiếng Anh của mình, cho có dù các bạn học 4-5 năm ở trong trường hoặc là trung tâm ngoại ngữ, mà các bạn lên một cái xe 45 chỗ và khoảng 80 con mắt nhìn bạn, thì lúc đó những cái khả năng ngoại ngữ của bạn như là tự nhiên nó đi đâu mất tiêu hết rồi. Thì đó là những cái rào cản, những nếu mình không có cơ hội mình va chạm với khách hoặc là những cái môi trường như vậy, thì mình sẽ bị giống như mình bị đứng hình. Lâu cũng hay bị đứng hình là lâu mình không sử dụng tiếng Anh, hoặc là những cái ngày đầu á là khoảng 10 giây 20 giây mình không biết nói gì hết, không mở miệng được. Thì nếu hiện giờ các bạn có cơ hội rất nhiều, có những cái câu lạc bộ tiếng Anh, hoặc là ngay cả trong trường Văn Lang các bạn có những cái câu lạc bộ về nghiệp vụ hay câu lạc bộ tiếng Anh, từ ngày xưa anh học đã có rồi, bây giờ vẫn còn, thì những câu lạc bộ này cũng có những cái hoạt động ngoại khóa, anh nghĩ là như vậy, hoặc là những cái môn chuyên ngành. Thì lúc nãy vào trường anh thấy là có tiếng Anh, các bạn không chỉ bây giờ có giáo viên tiếng Anh mà mời luôn cả người nước ngoài về dạy cho các bạn cái phần tiếng Anh này, thì nó cũng các bạn có điều kiện thuận lợi rất là nhiều. Và nói chung là các bạn cứ mạnh dạn, mình sợ nói sai thì không bao giờ các bạn nói được hết á. Cứ sai thì các bạn, khách người ta cũng biết là mình không phải là người bản ngữ, và mình cố gắng là mình học một cái ngôn ngữ khác, thì cứ từng ngày mình phát triển lên thôi, không có gì là sợ hết. Có một số bạn hỏi là em thấy trong chương trình đó, thì ngoài tiếng Anh thì bọn em có học thêm ngôn ngữ phụ, thì như là tiếng Hoa, tiếng Pháp. Thì nếu như mà đối với bên du lịch đó, thì em chỉ cần giỏi tiếng Anh thôi là đã có thể dẫn tour nước ngoài, hay là cần thêm biết thêm một cái ngoại ngữ khác để có thể tăng ưu thế? Thực ra các hầu hết các chương trình mà về khối ngành về du lịch khách sạn hiện nay á, không chỉ ở trường Đại học Văn Lang mà rất là nhiều trường khác, hầu hết các trường khác thì thường là có hai ngoại ngữ, một cái người gọi là ngoại ngữ một, đúng không, tức là cái thứ tiếng chính của mình. Nếu mà bạn thi vào trường bằng khối D chẳng hạn thì cái ngoại ngữ một của các bạn là tiếng Anh. Có một số các bạn khác thì vào trường bằng chương trình hai văn bằng, đúng không, hai văn bằng tức là chương trình của Việt Nam và của Pháp ạ, thì là bạn cái ngoại ngữ một của bạn là tiếng Pháp. Thì nếu mà các bạn chọn ngoại ngữ một là tiếng Anh thì thông thường hiện nay các bạn sẽ chọn ngoại ngữ hai là tiếng Pháp này, tiếng Trung, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn, đúng không? Những cái thứ tiếng mà nó rất phổ biến. Thế thì tại sao cũng có rất nhiều những cái thảo luận là tại sao mà lại phải đưa cái ngoại ngữ vào. Thì thông thường những cái bạn mà có hai ngoại ngữ như vậy á, thì các bạn sẽ có cái việc mà tại đây là cái nghề mà thường là giao tiếp với khách, đúng không? Giao tiếp với khách, và mình sẽ thường là có rất nhiều các cái nguồn khách. Và khi mà mình có cái ngoại ngữ thứ hai như vậy thì ngoài cái việc mà năng lực sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp, thì mình cái việc mà hiểu các cái nền văn hóa, cái sự đa dạng của các nền văn hóa nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Và khi như vậy thì các bạn sẽ ứng xử trong rất nhiều tình huống nó sẽ rất là thuận lợi. Nói chung là rất nhiều nơi trong cả khối ngành về lữ hành, cả khối ngành về khách sạn quản trị, thì người ta đều có mong muốn rằng là sinh viên của mình có thể biết hai ngoại ngữ, một thứ tiếng là để làm việc, và một thứ tiếng là mình sẽ hiểu có cái rộng hơn, và có cái mình ứng xử trong cái tình huống đa văn hóa nó tốt. Thường thường là các bạn nó gọi là giao tiếp gọi là hiệu quả, đúng không, bằng 2-3 ngôn ngữ thì hiện nay rất là bình thường đối với các bạn mà học ngành du lịch ra. Bạn học và có thể giao tiếp tiếng Việt tốt này, tiếng Anh tốt này, tiếng Pháp hoặc tiếng Trung hoặc là tiếng Nhật, thì đấy thì các bạn rất là giỏi. Hiện nay các bạn rất giỏi trong cái việc là
là có thể là phát triển cái ngôn ngữ của mình. Dạ vâng. Em có thể, đây có một câu hỏi nữa là của bạn Nguyên Đinh. Bạn hỏi đó là: em chào các thầy, em là một người hướng nội nhưng em cũng rất thích du lịch và tìm hiểu văn hóa các nước. Em thấy ngành này chủ yếu là dành cho các bạn phải hướng ngoại năng động thì em cũng không biết em phù hợp với ngành du lịch này không. Em thấy các anh hướng dẫn viên du lịch đó thì thường rất là to cao, rồi đẹp trai, nói chuyện tốt. Thì em không biết đó là với ngoại hình của mình hơi nhỏ con đó, thì làm trong ngành này có được tuyển dụng không, có bất lợi gì không? Cái này thì bọn em đi tuyển sinh hay gặp nhiều và hỏi về ngoại hình lắm. Mà nói thì chắc các bạn không tin, nhưng mà phải là ai làm trong nghề nói thì chắc các bạn sẽ tin hơn. Em mời anh chịu ạ. Với anh thì anh đi thấy các bạn đi làm hướng dẫn thì mình không phải làm người mẫu. Yeah. Nên các bạn đừng có lo, quan trọng là cái năng lực của mình, cái vốn kiến thức của mình, cái ngoại ngữ hoặc là những cái tính cách của mình nó sẽ phù hợp theo cái đối tượng. Ví dụ như là mỗi người có một cái phong cách riêng, thì không phải hướng dẫn nào phải cũng phải là cao to đẹp trai. Thì giống như anh cũng không có đẹp trai, cũng không có cao, nhưng mà anh vẫn đi hướng dẫn khoảng chừng 10 năm thì anh thấy không vấn đề gì. Quan trọng là do các bạn tự rèn luyện cho mình những cái kỹ năng như anh nói. Là thứ nhất là các bạn phải có niềm đam mê và các bạn phải nghiêm túc với nó. Thứ hai là mình phải có sức khỏe. Thì các bạn dẫn một đoàn ít nhất là cũng phải 2 khách. Một khách thì các bạn không chỉ lo cho mình mà lo cho khách trước đã. Rồi những cái đoàn lớn, 10 mấy, 20, 30, 40 khách, không chỉ đi trong nước, không chỉ đi 1 ngày, 2 ngày mà đi cả 14, 15, 16, 17, 18 ngày. Hoặc những cái hành trình dài như đi đường xa như là Âu, Mỹ, Úc thì các bạn những cái chặng dài như vậy các bạn cũng phải có sức khỏe. Thì ngoài ra các bạn cũng phải có những cái kỹ năng với lại nghiệp vụ. Các bạn có thể học thêm trong quá trình đào tạo của trường hoặc là những cái doanh nghiệp người ta có chương trình đào tạo. Và các bạn phải tự bổ sung cho mình cũng như là về kiến thức, về ngoại ngữ là do mình tự đào tạo, tự nghiên cứu, mình tự học hỏi thêm. Thì những cái ở nhà trường cũng như doanh nghiệp chỉ là cái nền cho bạn, cái cơ bản để mình học và mình tiếp cận nó, là cái bệ phóng cho các bạn. Thì tự phát triển lên thì các bạn phải tự, giống như cái gì mình cũng phải đầu tư hết á. Giống như là bạn đi muốn giỏi tiếng Anh hoặc là muốn giỏi một cái kỹ năng MC, các bạn cũng phải bỏ tiền để các bạn đi học những cái lớp đó. Hoặc là để phát triển một cái đường tour hay là những cái đường tuyến điểm mà mình chưa bao giờ tới và mình muốn đi chuyên về cái đó thì các bạn cũng phải mua những cái tài liệu về cái nước đó, về ví dụ như Thiên Chúa Giáo, về Hồi Giáo, về Chính Thống Giáo, rồi các bạn bỏ tiền để các bạn đi những cái nước đó, bạn tới bạn coi trước những cái điểm đó. Thì bạn dẫn người ta đi thì mình cũng phải biết ít nhất là 50% ở đó những có cái gì. Thì anh nghĩ là ngoại hình chỉ là một cái vấn đề nhỏ thôi, anh nghĩ là không phải vấn đề lớn nếu bạn thực sự đam mê với nó và mình sống với nó. Dạ. Chứ mình không có đi làm người mẫu nên các bạn đừng lo. Dạ. Thêm nữa là hiện nay thì các bạn học du lịch ra thì học thì cái ngành nó như vậy, nhưng mà cái mọi người gọi là phổ nghề đúng không? Tức là các cái công việc mà các bạn làm thì nó cũng rất là đa dạng. À, đúng không? Có những cái công việc thì yêu cầu hướng nội, nhưng mà có rất nhiều các công việc thì cũng yêu cầu hướng ngoại nữa, đúng không? Có những cái công việc của ngành du lịch thì yêu cầu các bạn là phải giao tiếp trực tiếp với khách hàng, nhưng mà cũng có rất nhiều các cái công việc khác thì nó lại yêu cầu các bạn là có thể làm văn phòng nhiều hơn, đúng không? Đó thì tùy theo thôi. Nhưng mà nếu mà bạn rất là yêu thích cái ngành du lịch hoặc những cái ngành liên quan và bạn là người hướng nội ấy, thì vẫn còn rất nhiều các cái công việc để các bạn có thể làm, mà thậm chí làm tốt nữa. Thậm chí có một số công việc thì người ta cũng ưu tiên để chọn những người là có thiên hướng về hướng nội hơn, đúng không? Để đảm bảo các công việc nó mang tính chất chính xác chẳng hạn, hoặc là mang tính chất là về quản lý, hoặc là mang tính chất là tính toán chẳng hạn. Đó, thì nó cũng rất là yêu cầu các cái tính cách như vậy. Thậm chí là rất phù hợp nữa. Tại vì như các bạn thấy là ngành du lịch hoặc là ngành khách sạn hoặc là ngành nhà hàng, những cái ngành liên quan sự kiện đấy, thì nó là một cái giống như là một tổ chức ấy. Tức là nó rất là nhiều liên ngành liên quan, đúng không? Thì khi mà bạn tham gia vào ngành rồi, bạn sẽ thấy là mình sẽ tham gia một phần trong cái chuỗi giá trị đó, chứ không phải là chỉ có những cái người mà gọi là mặt tiền, đúng không? Tiếp xúc trực tiếp với khách. Còn rất nhiều những người làm và đều công việc của họ thì đều rất là quan trọng và đều là đóng góp cho cái ngành du lịch cả. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Nói về cái
cơ hội việc làm của ngành du lịch. Em thấy đây là đa số câu hỏi là vào cái lĩnh vực đó luôn á. Okay. Các bạn hỏi là rất là băn khoăn về nghề nghiệp. Thì em đọc đại diện một số câu, đó là như là bạn Hồ Quang Minh, bạn hỏi là cho em hỏi là học du lịch nhưng mà sau này em muốn đi theo là dẫn tour, thì em phải làm sao để có thể trong quá trình sinh viên em đã có thể tham gia được có những cơ hội thực tập như vậy. Dạ, rồi có một bạn hỏi là nếu mà sau khi em tốt nghiệp ngành lữ hành á mà làm hướng dẫn viên á thì em có thể làm theo dạng freelancer không, hay là em cần phải đầu quân về một cái công ty nào đó. Dạ, hay là bạn Hoàng Gia, bạn hỏi đó là nếu mà sau này ra trường em không may mắn có được công việc tốt trong ngành hướng dẫn viên thì em còn những cơ hội nào làm việc khác trong ngành du lịch lữ hành không. Rồi bạn Ngọc Diễm hỏi là chị em hỏi là ngoài lựa chọn là ví dụ em học quản trị khách sạn thì ngoài công việc là ở khách sạn và nhà hàng thì em có thể làm được ở những đâu. Dạ vâng, thì rất là nhiều câu hỏi. Thì đầu tiên đó là về lữ hành, thì em xin mời anh Triều có thể tư vấn cho bạn thêm một chút về cái cơ hội việc làm của mình. Về câu hỏi của bạn thì dạ, không chỉ các bạn học du lịch, các bạn đừng có quan niệm là học du lịch là ra là ai cũng phải làm hướng dẫn hết, thì nó cũng hơi không thì cái ngành du lịch ngoài hướng dẫn ra các bạn đằng sau phần hậu trường á còn những người sale, có thể là sale tour, điều hành tour, thì các bạn có thể không vì cái điều kiện lý do cá nhân nào đó mình không có thể đi dẫn tour được thì có thể làm về điều hành hoặc là làm sale tour. Thì những cái bộ phận này cũng rất là quan trọng để một để cấu thành một cái tour, thì các bạn cần có sự liên kết cũng như hợp tác của ba cái vị trí này, thì phải có sale, người ta bán tour được thì mình mới có tour đi. Thì sale bán về, bán cho khách rồi thì những cái mà sắp xếp như ăn, ngủ, nghỉ, di chuyển như thế nào thì cũng phải cần tới điều hành. Và để hướng dẫn là cái khâu cuối cùng, là các bạn là người ta đưa hết cho các bạn nguyên liệu rồi thì các bạn nấu đi, thì là hướng dẫn là người thực hiện hiện thực cái tour sản phẩm trên giấy tờ thành cái sản phẩm thực tế. Thì đó là ba cái vị trí rất là quan trọng. Thì các bạn không có làm hướng dẫn được có thể làm điều hành, làm sale tour, hoặc là các bạn nếu có đam mê thì các bạn làm luôn cả thiết kế tour. Thì đòi hỏi các bạn đi cũng phải mình đi trải nghiệm nhiều thì về mình thấy cái cung đường đó hay và mình sắp xếp dịch vụ như thế nào để cho nó hợp lý trong cái khung thời gian đó, từ buổi sáng tới buổi chiều 10 tiếng hay là trong vòng 5 ngày mình có thể tham quan điểm nào, thì đòi hỏi là sự kết hợp cũng như là hài hòa của những cái vị trí đó. Thì ngoài ra thì anh nghĩ là không chỉ gói gọn trong ngành hàng, các bạn có thể làm ví dụ như là hàng không, các bạn có thể làm hàng không hoặc là ở sân bay hay là bán vé máy bay, thì nó cũng liên quan tới như vậy, hoặc là về sự kiện MC. Thì lữ hành không chỉ có là du lịch hướng dẫn không, thì các bạn có những anh chị khóa 10, những khóa 13 hoặc là những khóa trước 14, 15, 16 hoặc sau này những bạn đã đi theo cái hướng về MC, về sự kiện, thì đó là cũng một cái hướng rất là hay và tùy cái thế mạnh của mình và mình thích cái gì, chứ không phải các bạn mình cứ nghĩ là không làm hướng dẫn được là không học du lịch được. Thì nó cũng là ngành dịch vụ và những cái nền cho mình thôi. Như anh nói đó, sau khi phải học ra thì mình định hướng đi như thế nào về MC, sự kiện hay là về điều hành, về sale, về hướng dẫn. Thì trong quá trình học thì những cái có những cái môn chuyên ngành thì các bạn sẽ dựa theo những cái đó và cũng như cái năng khiếu, như cái đam mê của mình các bạn định hướng thôi. Thì từ năm nhất, năm hai các bạn tìm hiểu về cái ví dụ như cái nào mình thích hướng dẫn, hay là bạn thích MC, hay các bạn thích điều hành, thì các bạn đi mạnh về cái hướng đó. Mình học hỏi thêm những cái khóa ở ngoài, những cái lớp kỹ năng ở ngoài đó. Đó thì là như vậy. Còn về lĩnh vực chia sẻ với các bạn một chút về cái việc đào tạo ha. Trên tay của thầy thì cầm hai cái tour là miền Trung Tây Nguyên và miền Trung Campuchia đúng không? Mà cái đơn vị cung cấp là Sài Gòn Tourist, nhà điều hành tour chuyên nghiệp, thương hiệu quốc gia, thương hiệu lữ hành hàng đầu Việt Nam. Thì cái điều này thầy muốn chia sẻ với các bạn, đặc biệt là những bạn mà sắp sửa tham gia và học cái thông điệp gì? Thông điệp thứ nhất ấy, là ngay từ học kỳ 2 của năm thứ nhất là các bạn đã bắt đầu một cái tour thực tế rồi. Một cái tour thực tế các bạn sẽ được đi cùng với các thầy cô, và đặc biệt nữa là các bạn được đi cùng luôn với nhà tổ chức tour chuyên nghiệp
và các anh hướng dẫn, các anh chị hướng dẫn viên chuyên nghiệp luôn, để các bạn có thể là quan sát, các bạn có thể thực hành cái tour đầu tiên. Thì trong chương trình hiện nay thì cái tour đầu tiên mà các bạn đi đó là tour về miền Trung và Campuchia. Miền Trung Campuchia. Trước khi đi thì các bạn được học một số các kỹ năng, một số các cái về tuyến điểm, rồi thì là về địa lý du lịch đúng không? Hoặc là về sau nữa thì các bạn được học hoạt náo, rồi học được làm tour leader trong năm thứ hai, năm thứ ba, và liên tục như vậy. Và cái chương trình đào tạo, những cái nội dung mà các bạn học thì nó để bổ trợ đúng không? Nó bổ trợ để ra là các bạn sẽ xây dựng một cái lộ trình nghề nghiệp mà vững chắc nhất của mình. Trên cái cơ sở của cái lộ trình đấy thì các bạn sẽ có rất nhiều những cái hướng nhánh đúng không? Giống như là anh Triều chia sẻ là các bạn đi ra cái hướng là về điều hành này, rồi về sale và marketing. Hiện nay có rất nhiều bạn mà học ngành du lịch ra trở thành những cái giám đốc về sale marketing rất giỏi đúng không? Lương là khoảng trên 4.000 đô, rất là cao, nhưng số đấy rất ít. Rồi thì là có thể một rất nhiều bạn nữa thì đi sang cái hướng là về đào tạo đúng không? Các bạn mở các cái đào tạo về cái này. Cũng rất là hiện nay nhu cầu cũng rất là lớn, thậm chí là mở trường đúng không, hoặc là điều hành những cái tổ chức rất là lớn luôn về liên quan đến về đào tạo đó. Thì đấy là một số cái thông tin như vậy. Còn là tức là cái phổ nghề của nó thì rất là rộng cho tất cả cái nhóm ngành này luôn đó. Tại vì ngoài cái nội dung là những cái môn chuyên ngành thì môn chuyên ngành nó chiếm một cái tỷ lệ nào đấy thôi, còn những cái môn chính, những cái gọi là cái kỹ năng chính ấy, thì nó là cái kỹ năng rất là gọi là rất là chung, để các bạn có thể là mở rộng cái khả năng nghề nghiệp của mình ra rất nhiều các hướng khác nhau. Nó tùy theo cái yếu tố, thứ nhất là cái khả năng của các bạn đúng không, rồi thì cái sở thích của các bạn, rồi cái sự mà cái gọi là cái thích ứng của thị trường đúng không, thích ứng của thị trường tức là trong một cái thời điểm đấy thì cái năng lực đấy rất là cần. Ví dụ như người ta nói là sắp tới ấy, thì là cái năng lực liên quan đến về về số hóa đấy, digital đấy, thì nó rất là quan trọng. Hiện nay là một số các cái tập đoàn khách sạn lớn trên thế giới, ví dụ như Accor chẳng hạn, thì người ta đã bắt đầu chuyển sang cái về số hóa rồi. Các cái dịch vụ trước khi mà đi về thực tế thì họ đã bắt đầu đưa các cái giống như là trước đây ấy, thì là muốn mở một cái khóa về đầu bếp chẳng hạn, các đầu bếp của các cái nhà hàng đầu Michelin, thì hiện nay người ta đưa trước lên mạng xã hội Instagram, xong sau đấy rồi thì người ta phải đi vào thực tế, tức là những cái năng lực nó rất là mới và nó rất là cập nhật tại thời điểm đấy. Thì hiện nay các chương trình đào tạo thì cũng đều được xây dựng theo cái hướng như vậy, tức là các bạn có thể học năm nay nhưng 4 năm sau các bạn tốt nghiệp thì đến 4 năm sau ấy, và không phải là dạy các cái kiến thức cũ nữa, mà dần dần cũng sẽ cập nhật lại. Tại vì thực sự là 4 năm sau thì nó sẽ rất là khác đúng không? Nó sẽ rất là khác như bây giờ. Tuy nhiên thì những cái chương trình của mình là giống như thầy chia sẻ từ đầu đó, là chương trình của khoa du lịch của trường Đại học Văn Lang là có 25 năm, thì cứ mỗi 2 năm thì là sẽ mời các anh chị cựu sinh viên này, mời các cái doanh nghiệp đến để mình xem là cái nội dung này thì khả năng nó không phù hợp nữa, thì mình không có tiếp tục nữa, mình sẽ đưa cái nội dung mới vào, hoặc những cái năng lực mới, năng lực nào mà quan trọng thì mình sẽ đưa vào, mình sẽ nâng lên đó. Thì các bạn có cái chương trình học như ngày hôm nay, nó kết hợp giữa cái môi trường học ở trường, kết hợp với cái việc mà bạn thực hành ở bên ngoài, thực tập ở bên ngoài, để cuối cùng rèn luyện nó gọi là những cái năng lực cốt lõi đúng không? Năng lực cốt lõi liên quan đến về dịch vụ, là liên quan đến về giải quyết vấn đề, liên quan đến về hợp tác đúng không? Rồi những cái trách nhiệm trong nghề nghiệp nữa, thì tất cả nó đã đảm bảo ở trong cái chương trình như vậy. Giống như thầy nói là thế giới nghề nghiệp du lịch là luôn update cả về vị trí công việc, năng lực của người làm nghề. Thì cái thời điểm mà anh Triều chọn ngành du lịch á, xong rồi tốt nghiệp là năm 2011, thì cái thời đó so với bây giờ anh thấy cái du lịch nó phát triển theo những hướng nào khác không? Và cái cơ hội việc làm cho các bạn nó thì có hạn hẹp đi không, hay là rộng mở hơn ạ? Ví dụ du lịch thì anh thấy là phát triển, cái nhu cầu nó tăng theo cái sự phát triển kinh tế. Khi người ta có đầy đủ về ăn mặc, nghỉ ngơi thì xong thì người ta nghĩ tới vấn đề về du lịch. Thì thời điểm 2011 tới hiện tại thì anh không nói cái đại dịch hiện tại, thì người ta luôn có nhu cầu du lịch, và Việt Nam giống như 2019 vừa rồi cũng khoảng 18 triệu khách du lịch. Thì Việt Nam được sau này là chọn là một trong những cái điểm người ta cũng lưu ý rất là nhiều khi mà chọn những cái nước Đông Nam Á. Thì về có không những có văn hóa, ẩm thực, con người thì
những cái yếu tố thu hút khách du lịch tới, và ngoài những khách du lịch quốc tế thì Việt Nam người dân mình có thu nhập cũng cao hơn, và người ta những cái thông tin về những cái nước như là châu Âu hoặc là Bắc Âu về những cái mùa hoa anh đào hoặc là mùa thu mùa lá đỏ thì người ta có những cái xu hướng đi du lịch theo mùa cũng là nhiều hơn so với ngày xưa. Thì bây giờ hiện tại các bạn thấy Facebook, những cái travel blogger hoặc là những cái thông tin giới thiệu về điểm đến về những cái quốc gia đó thì càng nhiều thì đi giống như là thành một thói quen á, thì các bạn anh nghĩ cơ hội cũng có nhiều, cũng nhiều nếu các bạn biết là những là mình đầu tư cho mình trước. Ví dụ anh nói là anh may mắn, nhưng nếu mà các bạn không có đầu tư cho cái phần nội lực của mình trước á thì cơ hội tới các bạn không thể nào các bạn nắm được. Thì việc thì rất là nhiều, nhưng mà vấn đề cũng người thì cũng nhiều, nhưng mà những người cần và có đầy đủ năng lực cũng như là về khả năng thì hiện giờ vẫn còn rất là thiếu. À, quay trở lại với lại cái chủ đề chính của mình là Traveler, thì ở đây em thấy có hai bạn cùng một cái câu hỏi, đó là các bạn thắc mắc là tức là đầu tư cho cái nếu mà là cái nghề này thì cũng khá là vất vả, nhiều kỹ năng, nhiều tài chính, nhưng mà mấy bạn thắc mắc làm sao mà cái nghề này có thể đưa lại thu nhập cho bản thân mình, các bạn sẽ kiếm thu nhập bằng cách nào, nguồn thu là từ đâu? Dạ. Này cho anh à? Dạ vâng. Thì khi nhận được cái lời mời này thì anh cũng có nghiên cứu về travel blogger. Thì anh thấy những cái travel blogger trên thế giới thì người ta lấy là 50% là cái nguồn thu từ quảng cáo. Và trên cái fanpage của người ta hoặc là cái Instagram hay là cái Facebook của người ta. Rồi 40% là những cái travel blogger đó người ta đi nhiều nơi, người ta trải nghiệm về văn hóa, về con người, về ẩm thực thì người ta viết cho những cái tạp chí du lịch như Việt Nam Travel Life hay The Guide, thì người ta có những cái bài viết kèm theo hình, thì 40% thu nhập của người ta là từ cái những cái bài viết cho những tạp chí. Thì một cái tạp chí người ta trả từ khoảng 50 tới 200 theo thống kê là như vậy, $200 cho một cái bài viết kèm hình. Rồi 10% là marketing hay cái chiến lược gì đó để quảng bá cái sản phẩm nào. Thì đó là những cái nguồn thu chính của travel blogger. Thì đó là muốn có cái nguồn thu thì các bạn cũng phải đầu tư những cái như kỹ năng viết, kỹ năng chụp hình thì người ta mới biết tới bạn. Thì với anh á thì anh nghĩ là travel blogger thì mình chỉ để làm nghề tay trái của mình thôi, khoảng 40% thu nhập thôi. Còn những cái bạn cái công việc chính á, các bạn phải nếu mà lúc mới ra các bạn cũng chưa có cái nguồn thu, chưa ai biết mình, thì các bạn phải có cái nguồn tiền chính từ đâu, từ công việc nào. Ví dụ anh làm hướng dẫn thì để đi được những cái nước anh thích thì anh phải đi tour, anh có thu nhập thì anh để dành, anh phải đi những cái nước nào anh thích. Thì các bạn cũng xác định rõ và nghiêm túc, nên nếu muốn làm cái đó thì bạn phải có đặt câu hỏi là tại sao, là cái như thế nào, là cái nguồn từ đâu để mình từ từ. Ví dụ các bạn muốn 100% thu nhập mình từ travel blogger hết thì các bạn phải build nó như thế nào, và định hướng là trong 1 năm, 2 năm, 3 năm thì các bạn phải có những cái chiến lược, thì mình cũng phải học thêm về marketing, về quảng bá như thế nào, về PR như thế nào. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Nói đến cái travel blogger thì là các bạn nói là có thể là một cái câu chuyện vui, một cái vai trò vui để các bạn sẽ stress trong quá trình đi du lịch, cũng có thể là để phát triển nó nghiêm túc, nhưng mà cũng chỉ có thể là một thời gian ngắn tương đối, tại vì nó sẽ cần bền sức và cần phải có một ekip hỗ trợ mình thì mình có thể làm được đường dài. Thì cũng nhiều bạn thắc mắc là về cái tuổi đời của nghề, ví dụ như là về nghề hướng dẫn viên du lịch, nhiều bạn nói là chỉ có thể phát triển trong một cái thời gian trẻ thôi thì mình đi theo nghề đó, còn nếu mà lâu dài hơn thì cũng khó để theo nghề hướng dẫn viên. Thì anh cho em hỏi, anh có thể chia sẻ cho các bạn thêm một chút là về cái hành trình nghề đối với hướng dẫn viên du lịch. Thứ hai nữa là vì sao ngày trước anh lại chọn nghề này, tại sao chọn ngành du lịch ạ? Về câu hỏi của bạn thì độ tuổi của nghề, thì nếu các bạn, anh trả lời cái câu hỏi độ tuổi nghề trước nha. Yeah. Thì thường anh thấy có những anh lớn, người ta hiện giờ 50 mấy tuổi, người ta cũng đi, nhưng mà cái số lượng đó rất ít, tại vì cái tình hình sức khỏe cũng như những cái bệnh về nghề nghiệp á, như là rối loạn tiền đình hay là viêm xoang hay dạ dày. Thì anh nghĩ là khoảng chừng 20 năm, 25 năm, 30 năm là giữ. Thì có những người hiện giờ
năm mươi mấy tuổi vẫn đi, nhưng những cái đoạn ngắn thôi trong ngày. Còn những cái chặng xa các bạn đi xuyên Việt 18 ngày, 24 ngày, hoặc là bay châu Âu 11, 12, 45 ngày, Mỹ 11, 12, 13, 4 ngày, thì cái 15 tiếng, 10 tới 24 tiếng bay các bạn cũng đã mất rất là nhiều sức khỏe, cũng như là mình cái múi giờ nó thay đổi nữa. Thì cái độ tuổi sung sức á, thì khoảng anh nghĩ là từ 25 cho tới 35, 40. Và do cái thói quen của mình nữa, ví dụ ăn uống hay là hút thuốc hay là nhậu nhẹt hoặc là có tập thể thao thường không, thì nó ảnh hưởng tới cái độ dài của cái tuổi ngày của mình. Và thường là nam sẽ lâu hơn nữ, nữ thì thường có gia đình đó phải chăm con, thì người ta đi những cái đường ngắn hơn là 4-5 ngày đổ lại, hoặc là 10 ngày thì nếu mà không có gia đình thì người ta có thể đi lâu hơn. Còn về nam thì các bạn có thể tùy, nếu mà mình tập thể thao hoặc là mình ăn uống không có rượu chè này thì có thể cái thời gian nó sẽ lâu hơn. Và cái câu hỏi thứ hai là anh, tại vì anh thích đi du lịch từ hồi đó, hồi nhỏ là đã rất thích rồi. Rồi sau học, khi mà học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì anh ở Sài Gòn. Thì những cái trường anh học hồi xưa đó, mỗi năm sẽ cho học sinh đi dã ngoại. Thì anh thấy là những cái anh hướng dẫn viên này sao hay quá vậy, cái gì cũng biết hết. Mà giỡn rồi kể chuyện rồi hoạt náo rất là vui. Rồi cái tính cũng hay tò mò nữa, thì anh cứ hỏi là cái này tại sao, tại sao. Thì những câu hỏi tại sao đó thì cũng như là mê đi á, thì là mình thấy anh cũng đã chọn định hướng là thi đại học, là anh cũng đã chọn những cái ngành du lịch luôn rồi, trong cái nguyện vọng của anh á cũng đã có du lịch rồi. Thì chọn xong vào Văn Lang thì anh thi đại học lần đầu là anh học đầu, xong anh học trường khác, xong anh quay trở lại anh thi nữa. Thì cái trường mình chọn cũng học đầu nữa, thì anh chọn luôn Văn Lang, tại vì Văn Lang lúc đó anh cũng đã chọn để anh để nguyên hoa, nếu anh không đậu trường đó nữa anh sẽ vào Văn Lang anh học du lịch. Thì Văn Lang ngày xưa đã, lúc anh học cấp 3 là anh đã biết tới Văn Lang là rất là nổi tiếng về du lịch rồi. Thì những cái anh chị khóa trên là cũng rất là thành công, thì anh chọn vậy. Thì lúc đó học thì mình cũng bắt đầu có những cái anh thích tiếng Anh nữa, thì anh cũng đi học ở ngoài trước khi anh vào Văn Lang. Rồi xong trong cái quá trình học mình tự đi tìm hiểu, mình sinh hoạt những câu lạc bộ ở ngoài, rồi mình nộp đơn vào làm công tác viên từ năm 3 với Sài Gòn Tourist. Thì từ đó tới bây giờ thì cái định hướng là mình thích như vậy, mình đi thích đi nước ngoài, thích những khách nước ngoài, thì tự nhiên cơ hội thì những cái đó nó đến, thì mình giống như là mình đi theo luôn. Thì mình đã thích chứ, nhưng mà lúc đầu nó cũng mơ hồ lắm, mình không biết là sau này học xong cũng hơi bị sốc chút xíu, vì thích du lịch xong rồi đụng chuyện cái đấy, à lên đây mình không chỉ đi chơi không, mình cũng phải chăm sóc cho người khác nữa. Mà những cái ngày như lễ Tết hay là sinh nhật bố mẹ hay là vợ hay bạn gái, thì các bạn những cái ngày đó hiển nhiên là mình không được quyền, có thể là mình nhận tour rồi cũng không được ở nhà, thì mình phải chấp nhận những cái chuyện đó. Thì anh nói giống như là nói đó, lúc đầu đó là các bạn có đam mê và các bạn nghiêm túc và các bạn đi theo nó, thì sống với nó thì mình nghĩ là cứ đi rồi sẽ tới thôi. Rất là cảm ơn những chia sẻ của anh. Dạ, vậy thì để kết thúc live ngày hôm nay á, thì thầy Thành có chia sẻ gì với những bạn mà sắp tới sẽ là khóa 26 khoa du lịch của Văn Lang không ạ? Nếu mà tức là có một cái chia sẻ rất quan trọng hiện nay á, thì là theo cái đợt 1 đúng không? Đợt nhận hồ sơ đợt 1 rất là nhiều bạn có nộp hồ sơ đúng không? Đăng ký nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 cũng vô cùng nhiều luôn. Vào ngành du lịch, các ngành du lịch nói chung, ngành quản trị dịch vụ du lịch lữ hành, ngành quản trị khách sạn đúng không? Trong ngành quản trị khách sạn thì nó có thêm cái hướng ngành về nhà hàng nữa. Thì nếu như mà các bạn đã định hướng, đã lựa chọn cho mình đó là một cái quyết định rồi, thì các bạn hãy cứ mạnh dạn đúng không? Và còn nếu mà các bạn thấy là mình còn có một cái băn khoăn nào đấy liên quan đến khả năng hay là liên quan đến các cái điều kiện khác, thì các bạn cũng có thể là trao đổi để mà mình có một cái quyết định nó sẽ đi theo cho mình, không chỉ là trong 4 năm học đại học mà giống như là Chiều chia sẻ, nó là
cả một cái quãng thời gian tiếp theo nữa để mình sống với nghề, mình sống với cả là cái mong muốn đấy của mình, đúng không? Tức là nghề nghiệp nó sẽ liên quan. Thì nó cái điều này rất quan trọng, đây là thời điểm cũng rất là quan trọng để mà chúng ta có thể lựa chọn. Thế còn cái cơ hội nghề nghiệp khi mà các bạn chọn ngành này thì cơ hội nghề nghiệp thì nó vô cùng nhiều. Lý do là gì? Lý do là trong cái thời điểm sắp tới đấy, sau khi mà cái tình hình nó sẽ khôi phục trở lại, thì cái nhu cầu về nhân sự trong ngành và những cái nhân sự mà có năng lực, có ngoại ngữ, rồi có những cái kỹ năng ấy, thì nó cũng mãi mãi nó cần. Tại vì cái nhu cầu du lịch là cái nhu cầu của con người, đúng không? Nó sẽ được phục hồi và nó thậm chí nó sẽ phát triển mạnh hơn. Nhưng nó cần những cái sự thích ứng, đúng không? Nó cần cái sự thích ứng. Thế thì tập với tất cả những cái điều đấy, thì nếu mà các bạn đã có cái lựa chọn của mình rồi, thì thầy cũng chúc là các bạn sẽ có một cái quyết định nó thực sự là rất là đúng đắn. Các bạn chọn cái ngành học, đúng không? Các bạn chọn cái nghề của mình và các bạn có thể là nhanh chóng để mà phát triển cái nghề của mình, để mà sống một cái cuộc sống mà nó cũng sẽ là hài hòa, đúng không? Kết hợp cả cái mong muốn đam mê với cả những cái khám phá những cái miền đất mới, biết những cái người mà mới, hoặc là mình có thể là khám phá rất nhiều điều khác trong cuộc sống mà cái nghề làm du lịch có thể là mang đến cho các bạn. Thì cũng giống như là thầy cũng như anh Triều đây, thầy thì cũng từ khi mà ra trường 20 năm thì cũng sống bằng cái nghề này và người ta gọi là nghiệp luôn. Tức là mình đã yêu thích rồi thì kiểu gì là mình cũng sẽ phải về với cái nghề đấy, đúng không? Có thể là làm trực tiếp, hoặc có thể làm gián tiếp, có thể làm đào tạo, có thể làm trực tiếp với khách hàng này kia. Nhưng mà cuối cùng nó sẽ gắn với cái nghiệp của mình. Đó là một cái điều mình đã rất là đam mê và mình đã xác định rồi. Và thường là cái thời điểm xác định đấy là ở những cái tuổi là 16, 18, là chính là các cái lứa tuổi của các bạn ở bây giờ để xác định, và các bạn tin rằng nó sẽ đi theo mình, đúng không? Nó sẽ đi theo mình, không bằng cách này thì bằng cách khác. Thì như vậy là chúc các bạn là có một cái lựa chọn đúng đắn, đúng không? Và các bạn sẽ chọn được đúng cái mà mình mong muốn, cũng như là có sự hỗ trợ của gia đình, rồi tất cả mọi người, thầy cô đồng hành cùng các bạn, để các bạn sẽ có cái đoạn đường sắp tới sẽ vô cùng là, nó cũng không hề gọi là nhẹ nhàng, cũng phải rất là rèn luyện để mà thay đổi mình, nhưng nó sẽ có rất nhiều điều thú vị để chờ các bạn phía trước. Dạ vâng, còn rất nhiều điều sẽ có thể chia sẻ các bạn khi mà các bạn trở thành sinh viên, đúng không thầy? Nếu mà các bạn mà trở thành sinh viên khoa du lịch của Văn Lang ấy, thì chắc chắn là các bạn sẽ gặp thầy Thành rồi, là trưởng khoa nè, và trong các cái sinh hoạt khác của khoa thì có thể sẽ gặp được là anh Triều. Với tư cách là cựu sinh viên sẽ về chia sẻ với các bạn thêm. Thì nhà Lạc hôm nay thời gian cũng kéo dài hơn bình thường một chút, và do khách mời có những nhiều chia sẻ quá thì thực tế là các bạn nhìn không gian thì nó sáng thế này thôi, chứ thực ra là máy xung quanh là tắt gần hết rồi để cho đảm bảo được về âm thanh á, cho nên là khách mời ngồi đây cũng nóng lắm mà cũng rất là cố gắng để có thể là chia sẻ các bạn lúc 1 giờ trưa như thế này. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi nhà Lạc số 8 ngày hôm nay. Em cảm ơn anh Triều, cảm ơn thầy Thành đã tham gia nhà Lạc. Và nhắc đến khoa du lịch đó của Văn Lang thì mọi người thường hay nhớ đến là gì, là sự năng động này, và màu áo hồng này, và rất là nhiều cái chương trình đặc trưng vẻ đẹp tiềm ẩn Sài Gòn bằng chắc đó. Thì để kết thúc live hôm nay thì mời các bạn xem một video giới thiệu về những đặc sản của khoa du lịch Văn Lang nha. Và chào tạm biệt các bạn. Audio Jungle. Audio Jungle. Open eye. Feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing.